nhân nó sẽ nhái giọng. Đúng rồi. Mà nhiều khi chương trình sẽ ráng độn cho dày lên để mình nhận con ra. Mà nếu như chúng ta liền đôi guốc đó đi. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi. Vui nhậu chốt nhân chưa bao giờ nó xịn. Đây là album đầu tay của Kỳ Đà Hoa. Có nói thiệt không? Giỡn thôi, nói thiệt nè. Không lẽ lại đơn giản và rõ ràng đến như vậy sao ạ? Cảm ơn vệ sĩ ạ. Đây là chiếc hộp kỷ niệm với bướm mặt trăng 20 chai rượu. Hả? Hồi nãy là 20 trứng vịt rồi giờ tới 20 chai rượu. Bướm mặt trăng ơi, tại sao bạn lại chọn đồ vật này ạ? Dạ, hồi xưa em mới đi hát cũng có một xíu fan. Thì đây là món quà đầu tiên các bạn tặng cho em. Wow. Đó là một thùng 20 chai rượu. Tính uống cho rửa ruột hay gì? Fan tốt nhất Việt Nam. Em ơi, bình thường em hát dòng nhạc gì mà fan tặng rượu mạnh không vậy em? Dạ, dòng nào em cũng chơi. Đẩy đưa quá. Nhưng mà em thích nhất là dòng tay anh. Dòng tay anh. Trời ơi, bướm quỷ bướm yêu. Em thấy từ đầu tới giờ bạn bướm mặt trăng này có một cái cảm giác gì đó rất là thân thương, rất là gần gũi. Chứ gì nữa. Dạ. Trời ơi, nó dưới tôi mấy tầng, hàng xóm luôn á chứ. Thiệt không anh Hà? Không lẽ giờ tôi lên tôi xé con bướm ra ta? Không lẽ giờ nhào tôi xé bướm, tôi xé bướm. Cái gì vậy anh Thành? Thích vòng tay anh mà. Dạ, vòng chứ. Anh đặt cho em là con bướm đi lay. Vòng này chắc anh đặt cho em là con bướm nhà bướm. Không, lần trước anh đặt em con bướm đi lay thì vòng này em là con bướm vòng tay. Con bướm bị say hả anh Thành? Bị say là một từ chưa dính lắm nha Quy nha. Dạ, tại 20 chai chưa say. Trời ơi, thủ lượng rất cao cho nên fan mới tặng 20 chai rượu. Em liệt kê giùm anh vài nghệ sĩ trong nghề mà nhậu dữ coi. Anh Quang Dũng. Quang Dũng nhậu hả? Quang Dũng có nhậu hả? Dạ đúng rồi, anh Quang Dũng. Anh Quang Dũng nhậu rất dữ. Dạ, chị Harry Won. Chị Harry Won cũng dữ. Chiếc bướm này từng nhậu với chị Harry. Hỏi câu đó luôn. Bướm đã từng nhậu với lỡ Harry Won chưa? Giờ anh, sao anh hỏi nghe? Chặt đẹp luôn. Anh Huy, bây giờ em thấy trong cái câu chuyện này, cái chìa khóa để mở cái lớp áo đó ra đó là anh Trấn Thành nè. Không, là vợ tôi. Mà vợ tôi tập này lại dán mặt, thay vào đó là một cô cao bồi không dính tới con bướm. Bây giờ mình phỏng vấn Gil Lê xem Gil Lê có nhận định gì về giọng hát vừa rồi không? Gil Lê như cũng có thủ lượng cao lắm đúng không? Gil Lê thủ lượng cao luôn. Từ lúc biết yêu thương bản thân mình uống rượu tới giờ luôn. Em nhận định như thế nào về bướm? Gil chưa được vào chương trình mà Gil đã được xem hình bướm là Gil đã rất cưng bé bướm này rồi. Bình thường mình thấy bướm là mong manh nhỏ mà bướm này rất là fluffy, rất là cưng. Nãy giờ muốn nựng cũng được bướm. Nên nựng uống một chai. Uống một chai. Cái tay cưng dễ sợ cưng. Bướm này là bướm vòng tay, đó là thuộc về tôi rồi, đừng bây, hồng nựng. Em mê cái kiểu đứng của bà này lắm nha. Đứng lúc nào cũng vậy nè. Em mỏi lắm chị. Tại mỏi đứng cái gối có lắm. Bướm vòng tay mà đô bất tử. Trong nghề tôi nhậu với vài người thì tôi thấy là thí dụ như Tuấn Trần là dạng ly không sai nè. Mà Tuấn Trần thì không thể mang guốc và đứng cái tướng như vậy được. Anh Ngô Kiến Huy còn giả gái đóng phim được nè. Đúng không à? Tay cũng bị dầm hết rồi. Bây giờ nói về giọng cao á, trong nghề thì có những tên sau đây: Trung Quân Idol, Hoài Lâm, Bùi Anh Tuấn và Phạm Đình Thái Ngân. Thanh Duy nữa anh. Không, Thanh Duy thì mình nghe mình biết hẳn Thanh Duy rồi. Tại vì giọng Thanh Duy là giọng đặc trưng lắm, nó rất là bén. Còn cái giọng mà ấm mà lên cao được ấy là nằm trong những người tôi vừa kể. Anh Bằng Kiều. Anh Bằng Kiều không có đi đôi guốc này được. Anh Bằng Kiều đứng như em là thoát dị đĩa đèn. Ơi, cái sự duyên dáng này nó rất đặc trưng.
một cái người quen của anh. Ai? Trong cái nhóm bạn của anh luôn. Không lẽ Khánh Mập? Khánh Mập sao nó hát được vậy? Đúng, mà hát giọng cao thấp thớt như vậy nữa nè. Trúc Nhân. Ê! Ê! Khoan nha nè, Trúc Nhân nó sẽ nhái giọng. Đúng rồi. Mà nhiều khi chương trình sẽ ráng độn cho dày lên để mình nhận không ra. Mà nếu như chúng ta luyện đôi guốc đó đi, chúng ta ráp lợi thì cái chiều cao cũng cỡ Trúc Nhân. Tại vì anh biết sao, Trúc Nhân rất rất thần tượng Beyonce. Mà cái dáng đứng nãy giờ là của Beyonce. Ồ, à đúng đúng đúng, đúng rồi. Tôi nhậu Trúc Nhân chưa bao giờ nó xịn. Nó là người đã dắt tôi về nhà hơn 9 lần. Có lần nào có dọc tay không? Chiếc bướm này mê vòng tay quá. Cái sự trả treo này dám nó lắm không? Đúng rồi. Mà đã vậy còn hỏi anh là anh phải nói hỏi vợ anh chứ sao hỏi em đó. Đúng rồi, là thân, là thân với anh lắm nghe. Thân mới hỏi câu đó. Thân lắm. Mà ác cái là Trung Quân Idol và Trúc Nhân đều ở trong chung cư nhà tôi mới ghê. Cái chung cư đó làm như ai duyên mới được ở hay sao à? Khoan cho em xin hỏi lại chút xíu về cái vấn đề là... Dạ anh Huy ơi. Dạ. Chung cư nhà em hết bán rồi. Đang dọn qua hả? Được không? Không cho vô luôn. Chiếc bướm chặn đầu từ xa. Bướm quá xéo sắc luôn. Xuất sắc. Xéo sắc này là chỉ có Trúc Nhân. Em nghĩ là cái giọng thái độ này tướng đứng Trúc Nhân. Bây giờ hỏi thẳng luôn, phải uống bao nhiêu chai mới được cái tên nè? Kêu hỏi chương trình đi. Chị ơi, qua tập này nó vẫn delay em. Delay chứ. Tưởng ba tự delay không á. Dòng này dù cho có là bấm vòng tay thì nó vẫn delay. Nhưng mà hồi nãy trong cái clip em có để ý một con số gắn chính giữa ngực của bạn luôn là số 08. Lúc nãy có cái hint là hữu nghị miền Trung. Thì tôi có thể đoán được là cả Trúc Nhân và Trung Quân Idol đều ở miền Trung. Trúc Nhân thì quê Bình Định, Trung Quân thì tôi chưa biết. Nghĩa là Trung Quân là ở Đà Lạt á. Đà Lạt. Cũng cao cao gần khu đó hả? Ủa tại sao lại hữu nghị? Hữu nghị là gì? Hữu nghị là khi nào mình hay thi biểu diễn ở nhà thi đấu hữu nghị không? Anh nhạt quá. Biểu diễn ở nhà thi đấu hữu nghị không? Nhà thi đấu hữu nghị, hữu nghị. Anh nhạt quá. Anh nhạt quá. Đi đóng phim đi. Nếu anh là em, ngay bây giờ anh phải bóc một chai rượu uống cho đỡ quê. Em muốn mang thằng rượu vô và em trốn luôn. Tắm luôn đi em. Chiếc bướm này quá đỉnh rồi. Trúc Nhân. Chính xác. Bướm này là bướm bà rồi. Dễ sợ quá. Tại sao MC lại vạch trần luôn bộ mặt của bướm bướm ở đó anh? MC tức quá rồi. Uống đi anh. Trời ơi, tưởng mới làm video gì đó. Bướm bướm đỉnh quá à. Thiệt chứ. Bắp nên cho bướm vào nghỉ ngơi trước khi nó đột quỵ. Nhưng mà bây giờ lại muốn trò chuyện nhiều hơn với bướm. Tại thấy bướm đang mát. Bướm thấy sao? Không ăn lấy cái ghế hai em với anh ngồi uống. Chương trình còn dài. Bướm ơi, cho qua Quy hỏi. Em ứa tè le ở trong rồi. Thôi em vô đi. Đưa bướm vào. Bướm vào trong làm vài chai đi. Ủa, vô thiệt không anh? Hôm bữa vô xong kêu hỏi tí. Hỏi hỏi gì? Lộ ra nhiều chi tiết. Dạ. Mồi đã có rồi, hai anh em vào trong, xin mời. Dạy em vô, em chào anh chị. Đây là album đầu tay của Kỳ Đà Hoa. Có nói thiệt không? Album đầu tay nhưng mà còn có bán ra thị trường hay không thì do tự bán. À là tự thu âm, tự sản xuất và tự phát hành. Tự nghe. Giỡn thôi, giỡn thôi, nói thiệt nè. Đi đi đầu tay thiệt. Trời ơi. Nhưng mà tặng mẹ. Cái cách nói chuyện là của bà Đoan Trang đó. Ừ. Cái em... kiểu mà giật 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 giỡn giỡn thôi, giỡn thôi. Giỡn giỡn. Cái thứ hai, đây là những cái nhạc mà ở cái thời làng sóng xanh thì cũng là cái thời của chị Đoan Trang. Điệp từ đâu lắm rồi. Kỳ Đào Hoa ơi, cho Hoa Quy hỏi. Kỳ Đào Hoa hãy trả lời thật lòng với Hoa Quy là Kỳ Đào Hoa đã từng gặp Hoa Quy rồi chưa? Có rồi chứ. Hoa Quy nổi tiếng mà, ai mà không gặp.
Em biết là ai rồi. Em sẽ giữ bí mật để tiếp tục cuộc vui này. Gil là khách quen nhất ở đây nè. Bây giờ Gil cho ý kiến đi. Dạ. Hồi nãy mà xem qua video á thì em thấy đây là một mẹ bỉm rồi, có một bé rồi đúng không ạ? Gil Lê và Kỳ Đà Hoa có quen nhau không ạ? Tôi quen hết bốn người á. Xem clip là có một chi tiết, đó là Kỳ Đào Hoa ngồi cầm cái quạt giấy, quạt như vậy nè. Quạt giấy. Là của ai? Của ai mà dòng trước nickname là Soko la. Đúng rồi. Kỳ Đào Hoa vừa mới nói nhỏ với em, tức ghê á. Không lẽ lại đơn giản và rõ ràng đến như vậy sao ạ? Tức là tại vì chúng tôi đã giật mặt được bạn ấy. Sớm quá, dạch sớm quá. Đúng vậy. À, hồi nãy trong video clip á, có một đoạn là ngồi nói nhưng mà không mang được cái nón Kỳ Đà mà mang cái nón bảo hiểm. Có khi nào là do ship cái nón qua bên nước ngoài để quay hình không kịp không ạ? Sao em không nghĩ chị về đây quay? Bây giờ từ ở trên thành tinh khác còn bay xuống được á. Cũng hợp lý. Đa vũ trụ mà. Ê, cái tập trước á, em để ý lại đi, nó có một cái khóa son. Son là tên con của chị Đoan Trang. Hả? Oh. Vòng 1 là hát bài có nhảy không ạ? Bóng mây qua thềm có nhảy. Sôi động. Thấy cái action nhảy như thế nào ạ? Rất tự nhiên. Bóng mây qua thềm là bài đó của ai ạ? Chị Thu Minh. Thu Minh chơi ai ạ? Đoàn Trang còn gì nữa đâu. Thôi chị nói thế thôi. Quý nghĩ là bây giờ là Kỳ Đà đang khóc thét trong lòng đó. Bởi vì những cái lập luận mọi người đưa ra hoàn toàn hợp lý. Kỳ Đào Hoa quyền sinh sát ở trong tay của chúng ta đã bị vạch mặt. Kỳ Đào Hoa vừa nói với em, các bé này sai hết rồi. Em nghĩ Kỳ Đào Hoa tên Trang. Tôi cũng nghĩ Kỳ Đào Hoa tên Trang. Trang nào thì còn lâu mới nói. Trong đầu tôi là Trang. Trang. Một Trang nào đó. Có thể là Nha Trang. Địa danh mà. Tôi đang nói là có thể thôi. Nếu mà Trang thì có cả chị Yến Trang. Đúng rồi. Đúng rồi, Đài Trang. Thu Trang. Thu Trang. Gil ơi, có muốn nghe Thu Trang hát không? Anh gửi đĩa riêng em nghe. Tưởng Thu Trang ngồi kia. Tưởng Thu Trang ngồi kia. Giống thiệt. Giống thiệt luôn á, càng ngày càng giống luôn. Không biết sao em còn tự thấy giống. Sao Thu Trang? Thu Trang cũng nghĩ là đây là một người tên Trang. Như vậy ta kết luận Kỳ Đào Hoa là Dr. Strang. Trang. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam. Lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Beyond.